Xin chào quý chị và các bạn. Thì đến với đại lý Hyundai Quảng Ninh, thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu đen. Thì trong video này thì em sẽ cập nhật cho anh chị chính sách giá của Hyundai Santa Fe, hình thức trả góp và những cái chiếc xe Santa Fe sẵn giao của phiên bản máy xăng và máy dầu. Hiện tại bên em đang có sẵn chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu đen sẵn giao ngay này. Thì hiện tại chính sách trả góp của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp thì với chính sách vay tối đa là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Anh chị có thể là vay, đấy là cái thời gian vay tối đa và cái số phần trăm vay tối đa thôi, chứ còn anh chị có thể vay thấp hơn. Ví dụ anh chị có thể vay 3, 4, 5, 6, 7 năm đều được, và cái tỷ lệ vay của anh chị có thể là dưới 80% vẫn là ok. Vâng, với chính sách của chương trình trả góp thì anh chị chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 300 triệu là có thể lăn bánh được chiếc xe Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp này rồi. Lãi suất hiện tại thì bên em có tính cho quý hàng là rơi vào khoảng 0,6% trên một tháng, cố định trong 3 năm đầu. Và Santa Fe thì phiên bản máy xăng cao cấp thì sẽ có những cái công nghệ nổi bật, thì em sẽ cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu những cái màu xe sẵn giao của Santa Fe. Thì bên em có sẵn là màu đen, màu trắng. Phiên bản máy dầu cũng có sẵn là màu đen và màu trắng. Với phiên bản máy dầu thì chỉ cần 315 triệu là anh chị có thể là lăn bánh được một chiếc xe Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp là trả góp rồi cô. Phụ kiện tặng kèm thì quý anh chị cũng cho quý anh chị là một bộ phim kích nhiệt New Sun, bên em bảo hành cho quý anh chị 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng. Đó. Và điểm qua một chút về công nghệ của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp thì có thể kể đến là hệ thống đèn pha cốt dạng full LED này, kiểu chiếu projector cho chùm sáng hội tụ, tưới tản nhiệt mạ chrome sáng, camera 360 độ, rồi la răng kích thước 19 inch. Em sẽ đi sâu thêm vào phần nội thất, tại vì video trước thì em cũng nói về qua về phần ngoại thất cũng khá là nhiều rồi. Phần nội thất của xe thì được trang bị với các tông màu như màu nâu, màu đen, có những cái đường viền mạ bạc, mạ chrome rất là sang trọng. Nó Santa Fe thì nó vẫn là một chiếc xe được đánh giá với thiết kế nội thất sang trọng và đẹp mắt, kèm theo những cái công nghệ vượt trội trong phân khúc. Về Santa Fe thì phiên bản cao cấp sẽ có nhiều ghế lái hai vị trí này, rồi loa của xe thì là loa Harman Kardon. Loa này là thương hiệu Mỹ, cho nên là hệ thống âm thanh của Santa Fe rất là tuyệt vời. Ghế lái thì được chỉnh điện lên đến 12 hướng. Đó, và ghế phụ chỉnh điện là 8 hướng. Ngồi về ghế lái thì anh chị cũng có thể cảm nhận được là cái độ ôm của ghế và độ mềm mại của da. Vâng, ngồi rất là thích. Đó, rất là mềm mại, và khi mà anh chị điều chỉnh ghế điện này sẽ có 12 hướng thì cái tiện nghi, mình ngồi đâu sẽ thấy tiện nghi đến đó luôn ạ. Trên chiếc vô lăng 4 chấu này thì sẽ có tích hợp các công nghệ như là hệ thống giữ làn đường này, kiểm soát hành trình chủ động SCC, gói ga tự động cruise control. Màn hình của xe ở đây với kích thước là 10,25 inch cho chiếc màn hình giải trí, em xin lỗi, là màn hình đa thông tin. Còn màn hình giải trí trung tâm cũng với kích thước 12,5 inch thì sẽ có tích hợp ở trên chiếc màn hình đa thông tin này, thì sẽ tích hợp camera 360 độ hiển thị này, rồi những cái thông tin về vòng tua máy cũng như là tốc độ vân vân. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì được tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam, kết nối Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto, và có thêm những cái tính năng ở bên dưới đây như là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc không khí ion, rồi có thông gió sưởi và làm mát cho hàng ghế phía trước. Santa Fe thì tất cả các phiên bản thì đều được trang bị cần số nút bấm và có phanh tay điện tử và tích hợp dự phanh auto hold, bật tắt cảm biến này, camera 360 độ, rồi sửa vô lăng cho phiên bản cao cấp. Phiên bản là máy xăng cao cấp và dầu cao cấp thì đều có 4 chế độ lái, đó là chế độ lái Eco, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, Sport là chế độ lái thể thao, Comfort là chế độ lái êm ái, và Smart là chế độ lái thông minh. Phiên bản cao cấp thì được trang bị với cửa sổ trời toàn cảnh panorama, thưa quý anh chị. Thì vì là đây là không có chìa khóa cho nên là em chưa thể mở được cái cửa sổ trời ra. Gương chiếu hậu bên trong xe thì là chống chói tự động. Đó.
đường đèn viền nội thất này thì cũng có thể tùy chọn theo các màu như ý cho quý anh chị. Sạc không dây cũng được trang bị cho phiên bản cao cấp. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai. Đến phần hàng ghế thứ hai của Santa Fe thì Santa Fe có trang bị hàng ghế thứ hai tương đối là rộng, và dưới đây thì cũng có rất là nhiều tiện nghi. Thì có thể kể đến là loa được trang bị cánh cửa, những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Có cửa gió này, có các cổng sạc này, vân vân. Hàng ghế thứ hai của Santa Fe thì cũng có hệ thống rèm che nắng nhé, thưa quý anh chị. Nó rèm che nắng rất là tiện. Đến với phần đuôi xe. Đuôi xe thì của Santa Fe thì được trang bị với các cái công nghệ ở phần đuôi như là camera 360 độ này, 4 cảm biến lùi, rồi cốp điện trên tất cả các phiên bản đó. Cái hàng ghế sau này anh chị có thể gập phẳng được nhá. Gập phẳng được thì cho cái độ rộng rãi, anh chị có thể để được rất là nhiều hành lý cũng như là để đồ. Thì em cũng nhắc lại là Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp thì anh chị chỉ cần là 300 triệu, và phiên bản máy dầu cao cấp là anh chị chỉ cần 315 triệu là có thể trả góp được chiếc xe rồi. Những cái màu xe sẵn giao bên em có màu đen, màu trắng là chủ đạo. Đó, số lượng thì cũng không có nhiều, thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình để có thể em tư vấn rõ hơn và cập nhật chính sách giá cho quý anh chị. Em xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.